Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2017, Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu hai bộ bàn ghen mẫu Louis của Pháp đã được Thành Luân hoàn thiện xong phần vỡ ly để chuẩn bị bàn giao cho hai khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Một bộ gồm có 8 ghế, một bàn chữ nhật, kích thước là 95 x 1m97, và một bộ là 4 ghế, một bàn là 81 x 1m37. Hai sản phẩm mà chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của hai khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Trước khi bàn giao cho khách hàng, Thành Luân sẽ quay lại một lượt chi tiết phần đục chạm cũng như phần tuốt bóng vê ly. Khi đã lên màu vê ly, toàn bộ cái phần gỗ là màu tự nhiên, cũng như phần đục chạm quay chi tiết để cho những khách hàng ở xa không về xem trực tiếp qua sản phẩm được sẽ xem qua màn hình. Toàn bộ các sản phẩm mà chúng tôi đục chạm là hoàn toàn thủ công bằng tay, hết sức là tinh xảo và sắc nét. Bộ bàn ghen mẫu Hoa Nam Tây hay còn gọi là mẫu Louis của Pháp đã được Thành Luân tái hiện lại theo lối tân cổ điển, trông rất là sang trọng. Sản phẩm trên quý vị đã xem là được làm chất liệu gỗ gụ. Bộ bàn ghen mẫu Hoa Nam Tây hay còn gọi là mẫu Louis gỗ gụ gồm có 8 ghế, một bàn chữ nhật. Ngoài cái mẫu bàn chữ nhật ra, Thành Luân còn làm bàn tròn mâm xoay. Như theo yêu cầu khách hàng là đặt bàn chữ nhật, toàn bộ cái ván mặt bàn là chúng tôi làm dày 1/8, khuôn tranh dày 4/4, rất là dày, mặt ghế cũng dày 1/8, 2/2 cơ đi còn 1/8 đủ, gỗ rất là dày, chắc chắn ước tính một chiếc ghế nặng tầm hơn 20 cân, đục chạm là hoàn toàn thủ công bằng tay. Phía trong này là chúng tôi đang hoàn thiện xong bộ cuốn thư câu đối Mai Điểu Á Rồng khảm dát vàng Đức Lưu Quang, cũng chuẩn bị để bàn giao cho khách hàng cùng bộ bàn ghen. Hai câu đối chúng tôi đã để treo ở trên kia, chữ Việt Nam, chữ Quốc ngữ thư pháp, một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Thịnh, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền và Đại Vinh. Toàn bộ cái bộ ghen này là chân là tháo rời, chúng tôi đục cái chân vén Hoa Nam Tây rất là đẹp, trông rất là nghệ thuật. Toàn bộ cái sản phẩm ghế ăn làm cong 3 mặt. Toàn bộ ghế cong 3 mặt, đục rất đẹp và ở phía trong đục lãng hoa hồng. Đúng theo phong cách châu Âu là chỉ có hoa hồng thôi. Những khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái bộ bàn ghế ăn đẹp như thế này hãy liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ Gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, tại cơ sở 2 ở số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ở video clip quý vị đã xem đã được Thành Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ngoài cái bộ bàn ghế ăn mẫu Louis của Pháp gỗ gụ ra, chúng tôi còn sản xuất bàn ghế ăn gỗ mun, gỗ gõ đỏ và gỗ chắc, gỗ cẩm nai. Rất nhiều các chất liệu gỗ khác nhau, quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân để được sở hữu ngay cái bộ phòng ăn rất là đẹp như thế này. Mẫu Hoa Nam Tây, và ngoài cái mẫu Hoa Nam Tây ra chúng tôi còn rất nhiều mẫu bình dân khác, như mẫu cá chép, mẫu chữ thọ. Toàn bộ là đục chạm hai mặt như nhau. Trên mình quý vị đang xem là Thành Luân đang giới thiệu hai bộ bàn ghen gỗ gụ đục mẫu Hoa Nam Tây của Pháp hay còn gọi là mẫu Louis hoa hồng thời Pháp đã được Thành Luân tái hiện lại mẫu tân cổ điển. Mỗi chiếc ghế này là ước chừng nặng hơn 20 cân, được làm chất liệu gỗ gụ và cái ván mặt bàn là mặt liền rất là rộng. Thế trong khi là chúng tôi đang hoàn thiện một số sản phẩm cho khách hàng ở Hải Phòng và Quảng Ninh. Sập thờ, cuốn thư câu đối, tủ áo, mặt sập. Rất nhiều những sản phẩm đang hoàn thiện tại cơ sở 2 cũng như là tại cơ sở 1, chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều các sản phẩm cho các khách hàng ở mọi miền trên Tổ quốc. Thì trong này chúng tôi đã hoàn thiện xong bộ cuốn thư câu đối và chiếc giường hồng và bộ bàn ghế ăn mẫu Louis Hoa Nam Tây gồm có hai bộ. Công nhân tôi đang gấp rút hoàn thiện nốt cái khâu cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho những khách hàng đã đặt tin tưởng Đồ Gỗ Thành Luân. Riêng cái mặt bàn này chúng tôi làm rất là kỹ. Cái phần góc là thường là các đơn vị khác gọi là vuông, nhưng chúng tôi làm cua tròn cho nó, để nó thứ nhất là vừa đẹp mắt lại vừa an toàn, không bị sắc cạnh. Cua góc hình số 3 rất đẹp. Và mặt bàn là mặt liền,
toàn bộ cái ván mặt bàn là ván liền, không hề chắp ghép mà rất là dày. Quý khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với thầy Luân qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 389. Quý khách có thể nhắn tin qua Zalo, Viber hoặc truy cập trực tiếp vào Facebook Đồ Gỗ Thành Luân để xem những hình ảnh mới nhất chúng tôi post lên thường ngày. Video clip quý vị đang xem này, tôi quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Hai bộ bàn ghen mẫu mã hình thức giống y hệt nhau và chất liệu gỗ cũng giống y hệt nhau, đã được hoàn thiện xong phần vân y để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Hải Phòng. Ngoài cái chất liệu gỗ vụ ra, Thành Luân còn sản xuất gỗ mun, gỗ cẩm nai, gỗ võ và gỗ hương đỏ của Lào. Đỗ Thành Luân xin hẹn gặp lại khách trong những video clip sau. Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là đây là bộ bàn ghế ăn mẫu Hoan An Tây, gồm có 8 ghế một bàn chữ nhật. Ngoài mẫu bàn chữ nhật ra, chúng tôi còn sản xuất bàn tròn mâm xoay. Quý khách hàng anh hỏi rõ là bàn chữ nhật hay là bàn tròn, vì hai mẫu bàn sẽ chênh nhau giá. Bàn tròn và bàn chữ nhật sẽ chênh nhau giá, nhưng quý khách hỏi rõ là bàn chữ nhật hay bàn tròn thì chúng tôi sẽ trả lời chi tiết cũng như là báo giá từng sản phẩm một. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.